chân này ốp mặt xuống, cái chân len hơi chậm, đạp len, cái chân rất là chậm, ốp đạp chân len, ốp đạp chân len, cái tay lên. Hôm bữa cái bài gì hết thầy dạy hết thì con có tiếng buồn nữa. Vậy mà tới nay vẫn vậy hả? Không được đạp dưới đất nha. 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 Nhìn từ từ nghỉ đi. Theo. Mời thầy nghỉ. Mời thầy nghỉ đi con. Nghề nghiệp rồi, không có anh đâu, không có nào, đừng lo. Lúc mình bàn tay chưa có cao không? Lúc bàn tay chưa có cao không? Lúc mình bàn tay đến hơi chưa cao. Ok. Quang chào các bạn ơi. Mình thi đấu bạn. Các bạn đi bơi chúng mình nha. Go. Mấy đứa về nè, mấy đứa về bấm nhật ký bảo an lên coi mấy đứa bơi nha, nhật ký bảo an nha, thấy mấy đứa liền bơi coi, bơi bơi đẹp coi, ba đứa này bơi đẹp coi. Mấy em này tập mới biết bơi không à nha mọi người, mới bơi được mấy buổi. Có mấy em đằng kia là còn nhấp nhem chưa có bỏ phao. 1, 2, 3 bơi lại nè. Ba bơi giỏi lên coi. Ba biết bơi được 3 buổi nha cả nhà. 3-4 buổi gì vậy. Bây giờ đang tập đứng nước thôi. 3-4 buổi mới bơi thôi nha cả nhà, không có tính mấy thời gian tập nha. Để về đi, bơi chưa, thưa ba, từ từ để về bơi, bơi 3 ca tới trước nè. Bơi để về bơi 1, 2, 3 ca tới trước nè. Rồi 1, 2, 3 ai qua bờ trước nha. Lẹ lên. Ai tới trước, Quang cố lên. Rồi con bé bên đây tới trước rồi, cái Quang tới trước rồi. Hai con bé giữa tới trước rồi, con bé bên đây tới sau. Bé xanh tới sau. Cố lên, ai về đích trước. Ai bơi giỏi trước, mấy bạn nào mới biết bơi không nha các bạn. Bé này chân dài quá tới trước không à. Tới bảo an, xong rồi tới bé này. Về nhà nhớ bấm nhật ký bảo an nha. Coi nha. Đăng ký kênh nha. Rồi, quay nghe đủ rồi, để quay mấy em nhỏ này.
Rồi ba đến rồi bơi coi. Qua giang đoàn nè. Món 23. Ơi các bạn này dày nghe, đạp chân thép sau, với sau nhìn ở dưới đầu bạn thai. Mấy em này là mới biết nhau không các bạn, còn đang phao, mang phao. Chưa thả phao nha. Đúng. Đúng rồi. Đi ra. Bơi từ từ với ai. Cố lên con, cố lên. Cố lên con. Mình nó bơi cũng được cái nửa hồ kìa. Chừng nào thả phao ra mới là biết bơi hết nha các bạn. Còn phao lưng, phao tay là chưa tính biết bơi nha. Mấy bạn đằng kia đều biết bơi hết rồi. Trời ơi, tối lên các bạn. Phao tay phụ huynh nè các bạn, phụ huynh đứng chắc coi con bơi nè, vui à. Gì vậy, hai đứa làm gì vậy? Ăn gì ăn dạ, mới gì chưa gì đuổi 10 vòng rồi. Ai đổ vô tay. Sao đổ được mà vô tay. Cho phụ huynh lên hình luôn.